Trời ơi. Ây, trời ơi. Anh. Được. Được nè anh ơi. Ồ, vàng ao luôn nè cả nhà. Ổng ảnh không? Coi lý, coi lý. Đó, một con. Đây, cái vỏ bỏ đợi. Ôi, dỡ lên. Trời ơi. Hay ghê vậy. Ủa, em dỡ nhẹ tưởng cá nhỏ. Trời ơi, con cá rô hạnh câu lên nè cả nhà. Trời ơi. Em thấy nó nhịp, em tưởng cá nhỏ. Ôi, lên con mê. Trời ơi. Vô mánh rồi anh ơi. Nè. Con này hơi dài. Cá đực. Con này cá đực rồi Hạnh ơi. Ừ, ừ. Nè em xử lý nó đi. Sướng tay dữ rồi ha. Em tưởng cá nhỏ không á. Ôi dạ. Ờ tâm ngồi tâm rình nãy giờ. Hạnh dở con lên hết hồn cả nhà. Cái nhịp nhẹ phải không? Nhẹ, cá nhẹ từ từ. Đã thiệt ta. Anh mày lên được con đó là thôi. Đó, ồ, lên hai cái bóng luôn thấy không? Mà biết phải cái rô mà cái trà. Ý cái trà là lên ngớp mà, phải không? Ít kêu. Chỗ này nè, có hai cái bóng này đã lắm. Cái nhịp đó nha. Đó. Rồi nhả rồi. Đó. Lấy châu hổ. Hành chụp châu. Ôi. Đó. Cá rô ngon ghê ta. Ừ. Trời ơi, chất lượng ngon nè. Đó, tầm cứ lên được mấy con rô bự à. Phê hen. Con này đẹp hơn con nãy nè Hạnh. Ôi ôi. Đã ghề mập u nu luôn nằng luôn ha. U nu à. Ừ. Cá nhìn đẹp ghê. Để gỡ nó ra đi em. Cũng được á, mồi đứng kiến cũng nhảy á. Mồi kiến muôn thở. Rồi. Có lý, có lý à. Nhìn ghê. Đấy. Đó, đó. Dạng ghê không cái nhà này đó. Đấy nè. Ơi, lấy dế đi luôn kìa. Rồi đi vô đi. Cho rồi đó, đi vô trong ăn đi. Có lý với nhà anh. Có hang nè anh ơi, hang đục nè anh. Rồi. Ra rồi anh ơi. Ra. Ừ. Cho anh coi mấy hàng gần đó. Quậy dữ lắm, hay quậy cậu luôn á. Đây bên đây cũng có cái hàng đó nè. Ê. Cá lóc anh ơi. Cá lóc. Cá lóc.
dính rồi Hạnh ơi. Ha 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 ha, đây. Yeah. Ngon không? Lên bờ, lên bờ. Được con rồi nè. Lấy ha. Ê, 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 có cá nướng rồi. Trời ơi. Em ra lấy cái túi với Hạnh rồi anh xuống với anh mò nữa ha. Ừ. Này đi. Rồi, ra lấy túi bỏ vô đi anh mò nữa. Ê, coi chừng chạy á. Đem ra lấy. Ê. Ê, ê. Dính nữa nè anh ơi. Dính nữa. Hai con luôn. Hai con cá cửng à. Ôi. Cá cửng. Cá cửng. Túi đâu? Túi đâu? Túi trên này. Lấy cho anh, lấy cho anh. Ây da, trời. Ây da. Ở giữa sâu dưới ta. Ướt quần em luôn. Hai chú nữa. Bên đây em thấy có cái hàng nữa nè. Hàng này cũng nguy hiểm lắm á. Nào. Bên đây. Bên nào? Bên đây. Hàng nó nãy mò rồi. Mò rồi. Có gì trong túi không nha? Không, em điện thoại để trên cao. Lấy bỏ ra để hồi nó ướt á. Đây. Bỏ đồ của anh lên đó đi. Ui. Có chiếc ghe nè anh. Coi bên đây coi. Bên cái ghe. Ê, nhảy ra con ơi. Nó cứng. Ê, nó nhảy trong đây nè. Trong ghe nè anh. Cá cứng hay cá bự? Cứng. Cũng nửa cầm tay á. Nửa cầm tay hả? Ừ. Trong đó dễ gì bắt được. Ơ, không rồi. Không đi rồi. Ê, có nữa nè anh ơi. Cá nhỏ không à, cá cứng không à. Với con cua nè. Cua. Nè. Ngon không? Ngon ghê. Nè, cầm đây đáng bỏ đây. Em cầm vậy. Nắm ra nha. Được chưa? Rồi, ok. Nè, cái bọng này nó ngon nè anh. Ây da. Cái bọng nó bự lắm nè. Không có ta. Ê, trời. Ê, nó chạy ra con rồi. Trời ơi, chạy ra hết con rồi. Chỗ này cá nhỏ không à. Được con nữa nè, cá nhỏ. Nè. Nhỏ quá. Câu cũng ăn giờ mò luôn. Không ăn mò. Đi chập lên trên còn cũng còn nhiều hàng. Chỗ này rộng quá. Làm máy xình không anh? Mấy lỗ ngon ghê vậy không có hành. Ê, trời ơi, con cá lóc bự lắm mà chạy chỏng rồi. Cái hàng sâu quá anh ơi. Sâu quá. Cái hàng sâu quá. Đang trong cái bao rồi nè. Nhích bao ra thử. Mới đụng nó chạy vô chỗ. Ây da. Không tới nổi vậy Hạnh ơi. Tới rồi. Ờ nấp trong cái bao rồi nè, sâu lắm. Bên này có cái xe này nào thử. Ơi, hai con luôn. Bự mà. Cũng được, nhỏ. Có đủ nướng là được rồi. Nè, con nè. Mini. Cá mini. Còn con đây nữa.
con này hơi khó gào quá dữ này. Tay con nhỏ nhỏ đó thả đi, bắt này được rồi. Bữa nay bữa nay hai anh em đi đi câu mà thất bại của cả nhà, đi mò cá lên nướng ăn luôn, nước cạn quá đi mò luôn. Tết hàng ha. Ừ. Ê, đây cái này hả anh? Nè. Sao cái này cá cứng không ta? Nè. Đó. Nhỏ, thả đi. Còn trong này lấy được nè. Cá lóc không ha? Lắc nhỏ nhỏ về ngon lắm nè. Ừ. Mò chút xíu đường bờ này là đủ ăn. Rô. Rô. Dạ. Cái cây vô khẩn như vô. Lọt chứ hả? Cái này sầu quá. Mấy hàng này gần đầu bọng nè. Cá rô nhỏ quá hả ha? Nhỏ quá bả đi. Mấy hàng này có cá lớn nhưng mà sầu quá. Ý rồi phóng ra luôn rồi. Nhỏ. Không, không có cá lớn. Bữa nay thất bại rồi. Thất bại quá nè. Đi câu đi mò cá. Câu không được mình đi mò. Này. Thấy mớp mớp gì đây. Thơm lắm. Cà na mọi người. Chín nó rụng quá nè. Đâu ngờ tới lưng cây luôn. Thơm ghê em. Ừ, thơm ghê. Thơm. Này thằng bắt thất bại quá. Còn trái dưới nữa kìa. Mình chạy trên khúc trên đó, mình coi có bà con có bơm nước háo nước ruộng đâu, có bắt cá trời. Thơm rồi. Tới quá anh ơi, leo hái mấy trái nè em. Ủa, em nghe rớt mấy trái luôn kìa. Quá trời cái này nè anh. Nhiều lắm. Ủa, trái bự bự không anh luôn. Leo lên trên được ta. Chín rụng nha. Rụng quá trời luôn kìa. Ừ, chín á. Mùi nó rụng. Anh xuống dưới anh lắc nó rớt xuống lụm ha. lắc cho rụng cho chín ha. Ừ. Đó quá trời luôn. Trời ơi. Ừ. Đó. Ôm cái đó đù lắc luôn. Đó rụng kìa. Rồi. Dư ăn rồi anh ơi. Lụm ăn dư ăn.
Ôi ôi nó đã nè cả nhà. Đó, nó rụng xuống nè. Trái nào trái nấy coi nè. Ui hồi ôi ngon kìa. Trái này thơm nghe nè hành. Mời mọi người nha. Đã. Ngon rồi. Thiếu muối. Này có muối nữa không? Thêm muối ớt nữa. Đã thiệt chứ. Đẹp. Bữa nay câu cá thất bại rồi cả nhà. Thôi, bữa nay không được may mắn rồi. Có tùy bữa. Có bữa đi thì nó hên lắm. Còn có bữa thì đi chất quất rồi. Bữa nay cá giật được có mấy con. Xuống mò cũng được mấy con. Lên giờ hồi nữa cái hai anh em nướng ăn cả nhà. Câu của Tâm. Bữa nay nó không có được may mắn. Hẹn bữa khác là mình chiến tiếp Hạnh ơi. Nay thất bại quá. Nay thất bại rồi. Nay có được có mấy con cá cẩn với lại hai ba con cá rô gì nướng ăn ha. Nướng đi anh. Hai anh em mình nướng ăn. Ăn. Gom bộ đồ ngày của mình vô. Sang Bắc này có bữa đi trống bữa thì chắc quá. Đó. Đó cả nhà. Nãy em Hạnh giật được con cá rô bự á. Tao đi một vòng nãy giờ mấy con cá ngợp luôn rồi. Nó cá lóc cẩn nha. Vô ăn cá rô. Đi một vòng nó ngợp luôn rồi. Ồ. Bắt cá rô. Ôi, nó bự. Cá rô này hồi nãy em Hạnh câu nè. Em Hạnh giật lên. Hết hồn. Em tưởng cá nhỏ. Chưa, nó được cả nhà. Ừ. Tưởng cá nhỏ hả? Em tưởng cá nhỏ nó kéo nó nhẹ hiu à. Cũng bự ha, mà điều hơi ốm. Cá này ốm á. Được mấy con lóc cẩn. Đây, một con lóc ngon nè. Không, còn sống tại nó trắng em. Nó hơi ngọt xíu rồi. Mình lấy cây mình nướng đi, nướng ăn chưa.
Mời mọi người ăn cá nướng với Tâm nha. Ngọt. Ngày ngày hành đem đi câu cá mà không được như ý muốn, câu cá không có xuống mò luôn. Được mấy cá cẩn như chưa nướng ăn ngon quá cả nhà. Ngọt ghê luôn á. Trời giờ chiều luôn à. Cái lâu lắm rồi Tâm mới ăn cá nướng ngoài đồng lại. Cái hương vị của nó thì nó đặc biệt lắm, nhưng mà bữa nay hơi thiếu cả nhà, tại thiếu tắc với lại muối nước chấm đồ á. Đang đói bụng nữa, tưởng đâu là bữa nay hai anh em là không có cá ăn luôn. Anh em Hạnh. Dạ. Anh em. Cá chín nè, đã quá. Thôi nguyên cục thịt. Mời mọi người nha. Ngọt ha. Ngọt ghê luôn á. Hôm nay tưởng đâu là hai anh em mình xong phim luôn rồi, không có cá luôn rồi. Tưởng xong phim rồi. Câu được mấy con cá rô với em. Xong vô thấy kình nó xuống nước xuống dữ quá. Xuống mò luôn ha. Xuống mò luôn được mấy con cá cẩn không đỡ. Nè. Đó nhỏ nhỏ nè, ngon lắm nè. Lớp cẩn á. Ngon nha. Lớp cẩn. Lâu lâu ăn lại cá nướng ngon ha. Mà không có xài với muối.